Còn toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương. Phiên hôm nay phiên buổi tối ngày 21 tháng 4 nhà em sẽ tiếp tục cập nhật thêm một số những lô hàng mới về dòng kiều Lộc Bắc này. Một số dòng vũ nữ mới về, hàng rất là đẹp, rất là rẻ và nhiều mặt hàng kg. Và hai số điện thoại để khách hàng liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí ship nhé. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Hôm nay thì hàng rừng nhà em cũng về kha khá những loại, và đặc biệt hơn là có cả những dòng hàng của rừng Tây Bắc, những cái lô hàng rừng Tây Bắc về rất là đẹp, những dòng kiều vàng đang có nụ hoa, những lô hàng sơn thủy tiên đẹp. Và các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo. Bên em sẽ chốt đơn và gửi hàng cho các bác trong phiên ngày mai. Và sau đây thì em xin điểm qua và báo giá lần lượt từng loại. Bên mới một lô hàng vũ nữ mới toanh mọi người nhé. Vũ nữ nhà em bán rất là chạy hàng, và nhà em thì nhập loại chậu size to. Đấy ạ, những cái bầu là bầu size to, không phải bầu size nhỏ nhé. Hôm nay thì em sẽ điểm qua một số loại mới về này. Có ngọc nữ, ngàn hoa này, sô-cô-la này, mèo cam này, nhện xanh, nhện nâu, ngọc cẩm thạch. Đây ạ, trước mặt mọi người đó chính là một lô vũ nữ, ngọc nữ, ngàn hoa. Đây ạ, mọi người nhớ cách đây tầm khoảng 2 tháng trước là em bán cho mọi người một cái lô ngọc nữ ngàn hoa này. Hoa rất là thơm. Đây cho mọi người xem bông hoa của ngọc nữ này. Đấy, khi mà nở hoa, hoa nó phải như thế này, cỡ này này. Phân nhánh rất là đẹp. Đấy, cái hàng đấy là hàng chơi Tết. Mọi người thấy chưa, hoa, size hoa đẹp lắm. Loại này thì bàn để mini, để bàn rất là xinh. Và hôm nay thì nhà vườn đã cắt hết ngọc hoa cách đây tầm 1 tháng rồi để người ta dưỡng cây. Nên chính vì thế nhá, cái bụi của nó hôm nay nó rất là to. Nó to mà nó nhiều mầm nữa. Loại này về các bác san cho em sang chậu to đùng đi, bởi vì nó sẽ còn phát triển nữa, phát triển mạnh nữa. Một chậu ngọc nữ to, bụi to siêu to này, em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhá. 200.000 đồng một chậu ngọc nữ siêu to đùng. Đấy, dòng này rất là thơm. Em nghĩ là các bác cũng nên thử đến một lần mua một cái chậu ngọc nữ này. Đấy. Và khi mà đến thời điểm nở hoa thì chắc chắn là nó sẽ là một cái dòng mà chơi siêu siêu đẹp. Mua 3 chậu vũ nữ em sẽ miễn ship nhá. Mèo cam mệnh danh là màu cam lửa rực rỡ ạ. Đó, dòng này bụi của nó rất là to, nhiều thân. Lô đợt này nhà vườn xuất cho em toàn chậu to thôi. Có những cây thì nhú nụ cao rồi, có những cây thì mới bắt đầu hơi nhú nhú vậy á. Và cũng có những cây thì nó chuẩn bị nhú nụ thôi, bởi vì lô hôm nay thì em toàn chọn chậu to. Có những cái chậu bé người ta đang nhú nụ nhưng mà nó ít thân quá nên em cũng không lấy. Và một chậu to của vũ nữ mèo cam ngày hôm nay em xin phép chia sẻ cho mọi người với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi ạ. 200.000 đồng một chậu. Riêng vũ nữ thì em bao ship từ 3 chậu. Còn phía bên đây là những chậu sô-cô-la hoa thơm. Những chậu sô-cô-la với cái ngồng của nó siêu mập. Đó, cực kỳ là mập mạp. Một chậu sô-cô-la cũng toàn giả hành to bự này. Có những cây củ giả hành to bằng cái bàn tay luôn. Đấy, to, đẹp, nhiều thân. Và một chậu sô-cô-la hôm nay cũng chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi nhá. 200.000 đồng một chậu. Hàng này là hàng loại chọn, loại A của nhà em. Tiếp đến là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Một chậu hoàng hậu hoa xanh ạ. Nhiều thân, nhiều giả hàng và đang lên rất là nhiều mầm. 160.000 đồng một chậu. Và ngọc cẩm thạch hoa xanh. Duy nhất chỉ còn 2 chậu cuối cùng. 140.000 đồng một chậu ngọc cẩm thạch hoa xanh nhé. Dòng này thuộc dòng ngàn hoa, rất là đẹp. Tiếp theo đem lên cho mọi người một cái lô hàng kiều vuông Lộc Bắc, vùng Di Linh, Lâm Đồng nhé. Vùng Lâm Đồng. Đấy, cái loại này thì hoa của nó rất là sai, rất là đẹp. Dòng này nó đi vào truyền thuyết rồi, nổi tiếng rồi. Đấy. Hàng vừa mới về này, mới dỡ ra lô đó được có vài chậu thôi, nhưng mà chậu nào chậu đấy cũng rất là ok. Tình trạng hàng nhá, thân già đã cắt đi rất khá là nhiều thân già năm ngoái này. Đấy, và để lại những cái thân tơ thôi. Và thân tơ này đợt này em thấy nó cũng đang sưng nụ ấy. Em thấy nhiều cây bây giờ bị bắt đầu nứt nụ này, có thể là thời tiết vừa rồi nó lạnh đấy. Này, nhiều cây bây giờ bắt đầu nứt cái nụ ra. Và chậu hôm nay thì bán cho mọi người giá chỉ có 210 thôi ạ. Em nhớ đâu đó năm ngoái một cái chậu kiều Lộc Bắc đẹp như này là 250 đến 270.000 đồng một chậu ấy. Hôm nay lô này đúng là lô này được một cái mức giá rẻ, có 210.000 đồng một chậu thôi. Mọi người cứ làm 2-3 chậu về. Lô này chỉ có 60 chậu thôi nhá, chỉ có 60 chậu kiều thôi, không có nhiều. Hàng bao đẹp, kiều vuông Lộc Bắc. Các bác mua hàng rừng, hàng kiều vuông bây giờ nó đã rất là khó rồi, mà thân già nhiều lắm. Hàng này thân già cắt tỉa gần như hoàn toàn, chỉ để lại những thân tơ đẹp. Lô này chất lượng. Tiếp theo em lên cho mọi người những cái hình hoàng nhạn.
Hoàng nhạn này là hoàng nhạn hàng rừng nhá, ghép từ khi cây còn nhỏ xíu này. Các bác thấy những cái lá gốc của nó chưa? Những cái lá gốc này ghép từ khi nó còn nhỏ nên là cái lá của nó khi mà phát triển lên ấy nó sẽ đẹp mướt hơn. Chứ còn nếu mà mình ghép mua, mình mua hàng kg, những cái hàng rừng mà bây giờ nó cây to này gần như là bị dập lá rồi, gãy lá nhiều lắm. Nó không được đẹp như này đâu. Hàng chuẩn rừng 100% mà đang ghép. Hôm nay thì em chia sẻ cho mọi người những cái chậu hoàng nhạn này là dòng tháng 4 nhá. Nếu mà tháng 8 thì chắc chắn nó không bao giờ có cái giá này, nó phải tiền triệu. Đó, một chậu này giá cũng rất là rẻ thôi ạ. Em lên từng mã như sau. Đây là mã N3 này, gồm hai chậu hoàng nhạn lá xếp rất là đẹp này, 180.000 này. Hai cây ghép trên một chậu gỗ rồi, về chỉ treo và chơi thôi. Mã N3. Tiếp theo đây là mã N8, hai cây 190.000. Đây, cây này bản lá to chưa? Cây này siêu nhiều cặp lá, bản lá to, 190.000 N8 này. Mã N5 hoàng nhạn 170.000. Một chậu hai cây. 170. Mã N12 hoàng nhạn 180.000. 180.000 N12. Mã N11 hoàng nhạn 200.000. Đây, hai cây này thì to đều nhau. Về cố định cho em cái này lên là nó thẳng, cái này để nó nghiêng ấy. Mã N4 hoàng nhạn 200.000. Đẹp chưa? Hai cây. Mã N13 hoàng nhạn 180.000. Lá bóng mượt luôn ấy. 180. Mã N18 hoàng nhạn 190.000. Hai cây. Mã N14 hoàng nhạn 170.000. Đây là những cái chậu hoàng nhạn mà hiện tại em đang có nhá. Các bác có thể lấy cái chậu đơn này là 100. Những chậu một cây là 100.000. Đấy, còn chậu hai cây thì nó dao động từ 170, 180 rồi 200. Lô hoàng nhạn này là lá nó cũng đẹp. Mướt mượt mượt. Vừa về thêm một lô lan quân tử nhá. Rất là nhiều khách hàng hỏi lan quân tử về chưa, và hôm nay thì hàng lại tiếp tục về. Cây thì rất là to đẹp và hàng lá xếp đẹp. Một chậu lan quân tử em bán chỉ có 80.000 đồng một chậu thôi. Những hoa lan quân tử thì nó có nhiều màu, có màu vàng tươi, màu đỏ, màu vàng cam. Nhưng hàng này thì không có phân loại mặt hoa. Và đây là một cái cây mà nó gọi là cây phong thủy thu hút tài lộc nhá. 80.000 đồng một chậu lan quân tử ạ. Đẹp chưa? Hàng mới về. Cây trắng huyền oanh ạ. Hàng này thì bao chuẩn hoa. Hôm nay thì về cái lô hàng này lá xếp đụt đẹp lắm. Giá cũng chỉ từ mấy chục nghìn đến hơn 100.000 một chậu thôi. Em ký hiệu đây là mã O15 nhá. Một chậu này vẫn còn tiếp tục đang đi ngọn này. 100.000, 50 trắng huyền oanh O15. O16 một chậu thân lù rụt, chiều cao tầm 1,5 gang đã 100.000. O17 cũng 100.000, 5 cái trắng huyền oanh này, thân lù này, đang lên ki trên thân. Ôi cái này cắt ki ngày xưa là khối tiền. O18 110.000 đồng, đang lên ki này. O19 5 cái trắng huyền oanh 90.000. Nồi thân lù đẹp lắm. O20, chậu này thì gồm 1 này, 2, 3 này, cũng đang lên mầm gốc này, 3 cụm luôn. Ngắn ngắn xinh xinh 120.000. O21 100.000, hai thân, một thân mầm gốc, một thân thân ngọn. O22 thân này dài, mít đẹp 120.000. O23 năm cái trắng huyền oanh 100.000. O24 90.000, năm cái trắng huyền oanh. O25 thân này vẫn đang đi ngọn nhá. 120, một thân thân ngọn, một thân đi ngọn này. Lựa chọn rẻ này. O26 120.000. O27 cũng 120.000. Thân đang đi ngọn. Và O28 150, chỗ này hai thân 150. Đẹp chưa? Đây những cái chậu năm cái trắng huyền oanh đã đánh theo từng mã rồi ạ. Em có một cái chậu hoàng phi hạc nhé. Chậu này là chậu hoàng thuần này. Lên rất là nhiều mầm gốc, thân tơ luôn. Đấy, hàng rừng bây giờ không có mà nó không còn đẹp đẹp như này đâu ạ. Cái chậu này em bán là 140.000 nhé. 140 chậu này. Và phải trên những chục mầm đấy ạ. Đẹp lắm. Hoàng phi hạc, cánh xoắn. Em có một số những cái hàng hình như sau. Đây ạ. Lô S1 là một lô sơn thủy tiên thân lùn nhá. Đây, những cái này để làm giống này, 50.000 một bó này. S2 cũng là một bó sơn thủy tiên 50.000. Những cái rề nhỏ nhỏ xinh xinh, củ dạ hành nhỏ nhỏ này. S3 cũng là một phần sơn thủy tiên 50k. Này, những cái khóm nhỏ nhỏ xinh xinh này. Và S4, cái khóm này thì có những rề lớn hơn, rề là 70.000. S4 này 70.000 sơn thủy tiên. Này, kể cả những khóm nhỏ nhỏ này vừa rồi cũng cho hoa sai chưa? Hàng rừng nó nở hoa rất là khỏe. S4 70.000 sơn thủy tiên nhá. Số những phần hoàng thảo môi tua này, mã này mã S6 này, một lô hoàng thảo môi tua rất là nhiều thân tơ,
khóm thì nó khóm nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, 60.000 một lô này. À mã S5 là một dề. Đấy, nguyên dề 50.000 à 70.000 một dề. Cái này một dề. Đấy, còn S6 thì nó hơi vụn. Mã S7 50.000, hoàng thảo mùi tua, hoa thơm, màu vàng sáp rất là đẹp, 50.000 mã S7. Mã S8 cũng là một lô hoàng thảo mùi tua 50.000. Các khóm của nó vừa vừa như này thôi, 50.000 một phần. Và mã S9 hoàng thảo mùi tua, lô này thì nhiều hơn. 80.000, đấy một đống luôn. Sắp đến mùa hoa của hoàng thảo mùi tua này rồi, 80.000. Em có một mã S10 này, một bó trúc mảnh 50.000. À, em có 3 cái hình thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo nhá. Hàng này thì về các bác cho em sang một cái chậu to. Thì khẳng định mọi người một cái chậu to nó phải 250 một chậu thanh đạm Indo ấy. Hàng rất là đẹp. Đang lên mầm đẹp chưa? Đây hình số 1 này. Hình số 1 này em ký hiệu đây là mã số 1. Cái này em còn bó vào mầm lên rất là nhiều. Mã số 1 em bán là 160.000 nhá. Đây ạ. Cái này nhiều lắm. Cái này còn buộc vào để nó đỡ xõa đấy. 160.000. Đây cái này chưa buộc này. Mã số 2 bó to 180.000. Thanh đạm Indo, mã số 2. Và mã số 3, bụi này thì siêu to đùng luôn. Đây, có những cái cụm mà nó rời ra như này về các bác ghép này. Bụi này to, 200.000. Đây, có 3 cái cụm mã thanh đạm Indo. Tiếp theo là có một cái combo này, là combo gồm có kiểu dệt và kiểu vuông mỡ gà nhá. Ui dồi ôi, mãi vì có một cái khóm kiểu vuông mỡ gà này. Và cái lô này lô kiểu dệt. Em bán lô này là, đây kiểu dệt nó hơi rời nhá mọi người nhá. Nó không có dè đâu và lá kiểu dẹt nó rất là xấu. Combo này bán 180. Đây cái khóm kiều mỡ gà này đang nụ hoa này. 180.000 cái combo này. Kiều vàng ạ. Có một số mã hình kiều vàng em sẽ quay hình cho mọi người xem nhé. Đây là mã A14 này, nguyên một dè này. Dè này thì hơi ít lá nhưng cũng có cây nó đang chuẩn bị nụ hoa này. Đây những cái thân tơ này chuẩn bị nụ này. Dè bán 90.000 thôi. Dè thanh lý cho mọi người, nó hơi ít thân lá. Còn đâu là để mọi người làm giống cái dè nó rất là khỏe, 90.000 A14. A13, dề A13 này, những cái thân kiều dài này, rất là nhiều nụ hoa này. Đấy, những cái thân kiều dài nó rất là nhiều mắt nụ đang sưng. Dề này cũng khá là to, 170.000. Một dề bụi to đùng này có 170 này. A10, bụi này thì siêu to mà lá to tròn đẹp nhá, lá đẹp lắm. Này, nụ hoa nhiều cực kỳ luôn. Vài bữa nữa cái chậu này nó đẩy nụ thì good job. Này, nụ hoa này. Thân à, cái này có một cái thân này dài nó hơi bị gãy này. Đấy còn đâu nè, đa phần thân tơ nhiều. Rồi này 380 mã A10. Mã A9, dề này thì chất lượng luôn nhá. Dề này em nghĩ là các bác mà ghép lên thành một chậu tác phẩm luôn ạ. Dề này toàn thân tơ. Toàn thân tơ, một cái dề hàng rừng mà toàn thân tơ này. Này một cái thân tơ của nó lại cho rất là nhiều nụ hoa. Đấy, dề này A9 này em bán 350 nha. Dề này các bác không lấy em cũng cho vào lên chậu em ghép tác phẩm. Quá là tuyệt vời luôn. Dề này quá là đỉnh. Đỉnh cao á. 350.000 cái dề kiều vàng này. Đây có mấy cái dề sơn thủy tiên rất là đẹp này. Mã A6 một dề thân lùn. Một dề thân lùn bản lá to. 230.000. Mã A6 một dề sơn thủy tiên nguyên dề. Mã A4 một dề sơn thủy tiên 350.000, một dề to 350. Bụi siêu to đùng 350.000. Mã A8 một dề sơn thủy tiên 120.000. Đây đợt vừa rồi hàng rừng nó lên nhiều hoa chưa? Có cả những mắt nó chưa lên hoa một tí nào luôn nhá. Là bóng mượt 120. Tiếp theo là A5 150 hai dề. Một này. 2 này. 150 2 dề này. Mã 7 170.000 cái dề này. Dề này 170.000. Mã này là mã A2 220. Nguyên bụi. Và cuối cùng có một cái mã A1 này là cái dề lụa vàng đang lên mầm gốc 80.000 cái dề lụa vàng. Dạ kiều tím miền Trung hàng thân lùn mọi người nhé. Hàng thân lùn này hiện tại thì kiều tím đang nứt ra những cái mắt nụ rất là đẹp, rất là khỏe. Và hàng rừng thì hàng nó sẽ có cả thân tơ, thân già. Một cái lô hàng về nhiều lá như vậy chứng tỏ là thân tơ cũng rất là nhiều. Em bán 1 cân là 380.000 1kg kiều tím. Các bác có thể mua nửa cân hoặc là mua 3 nặng, bên em cũng ship nhé. 380.000 1kg, dòng này dòng thân lùn.
Tiếp theo hôm nay thì em về một lô kiều vàng, nhưng mà dòng kiều vàng hôm nay là dòng thân dài nhá. Nhiều cây cũng đang nứt nụ này mọi người này. Nụ này. Đây có những cái nụ to đùng này. Thân nhân kiều thì nó thân dài nó cũng rất là nhiều mắt nụ hoa. Nên một cái thân kiều dài nó nhiều mắt nụ hoa như thế này nhá mọi người nhá. Hàng xanh tươi, mướt đẹp. Đấy, lô hôm nay thì hàng thân dài và em bán là 200.000 một ký kiều vàng. Đây là lô hàng Tây Bắc nên thân lá của nó cũng rất là tươi. Còn đây là trúc mành. Trúc mành cũng đang chuẩn bị đến thời điểm nó nụ hoa này. Cái nụ bé tí nhưng bông rất là to. Hoàng thảo trúc mành về có tầm hơn cân ạ. Em bán 220 một kg và 50.000 một bó. Đây tiếp theo thì có một cái bó ý ngọc cũng đang nụ hoa này. 180 một cân. Cái chỗ này nó rơi tầm hơn nửa cân một tí ạ. Các bác mua 50.000 em sẽ tách cho các bác cái bó này ra. Thảo u lồi vừa về mọi người nhé. Bây giờ u lồi đang lên mầm rất là đẹp. Độ tuổi của này nó đang lên mầm đẹp chưa. Hàng hôm nay thì không quá dài nên mua nó rất là dôi cây. 220.000 một cân hoàng thảo u lồi và 50.000 một bó. Còn một ít cái hoàng thảo chuỗi ngọc em bán 180 một cân và 50.000 một bó. Long tu xuân hàng rừng. Đây có cả hàng dài hàng ngắn này. Đều đang lên mầm hết rồi. Đấy nhiều cây đang đẩy mầm. Em bán là 250.000 một kg và 50.000 một bó. Tiếp đến bên đây là chính là ngọc thạch 3 màu, 150.000 một cân. Ngọc thạch cũng đang chuẩn bị nụ nhá. Và 50.000 một bó. Còn mỹ khi nhất điểm hồng, 120 một kg và 50.000 một bó. Và trước mặt mọi người đó chính là một cái lô kiều tím miền Trung. Hôm nay thì em cũng sẽ tiếp tục lại chia cho các bác những cái hình kiều tím để các bác dễ chốt hơn. Và kiều tím này thì hiện tại thì nó cũng đang chuẩn bị sưng rất là nhiều mắt nụ rồi. Và giá em báo là chưa có phí ship nhé mọi người nha. Em lên cho mọi người lần lượt mã K1 này. Mã K1 là một cái rễ kiều tím 190.000. Đây mọi người hình dung này, những cái mắt kiều tím thì bây giờ đang sưng này. Sưng rõ luôn đấy, không phải sưng ít đâu. Rễ này nhá, 190.000 này. Rễ K1 rất là nhiều thân tơ. Nguyên một rễ 190, đẹp chưa? Mã K2 kiều tím 270.000. 270.000, mã K2 rất là nhiều lá. Mã K3 kiều tím 240.000. Đây mã này cũng rất là nhiều thân tơ này. 240. Đẹp lắm. Mã K4 150. Để em quay nhanh. Ủi trên này bị gãy mất cái thân này, phí phạm quá mọi người ạ. Cái chậu này thân này gãy bớt cho 10.000 nhá, hàng rừng. Mã K5 240.000. Đây cũng nhiều thân tơ. Rồi cái thân này bao nhiêu thân nụ hoa. 240.000. Mã K6 kiều tím 250.000. Cái này gồm 2 rề. Rề số 1 này. Cái này rề số 2 này. Mã K7 kiều tím 200.000 viên một rề. Ôi, hôm nay em khá là mệt nên em quay nó hơi nhanh nha mọi người nha. Mã K8 170.000 nguyên rề kiều tím này. À 2 rề, quên. Đây cái rề này nhiều thân tơ. Đây rề kèm theo, tặng kèm theo. Mã K9 kiều tím 190.000 thân lùn. Lá mít tròn. Mã K10 160.000. Đây cũng đầy thân tơ đây. 160. Mã K11 370.000. À quên, 270.000. Đây, nụ xương to lắm rồi đây này mọi người. Đấy. À 370 à. Kinh giò này 370 mọi người, rẻ này chắc nó to nó nặng. 370.000 nhá. Và mã K12 240.000. Hai rẻ, hai khóm, thân dài. Đen rô xuân tím đậm nhá mọi người nhá. Dòng này hoa của nó cánh bầu tròn, khuôn bông to. Hoa rất là đẹp ạ. Đây là bông hoa sổ đó này. Năm ngoái thì các dòng đen rô xuân mà cái dòng hoa màu tím này là dòng rất là hot. Và giá thành một thân ấy, một thân hàng Tết đã là 180.000 một thân rồi. Hôm nay thì em chia sẻ cho mọi người cái giống hoa, chuẩn hoa tím đậm như thế này. Và khuôn bông rất là đẹp như thế này. Với giá một chậu to đẹp chỉ có 120.000 thôi nhá mọi người nhá. Trồng trong cái chậu nhựa như thế này chỉ có 120.000 một chậu. Các bác sở hữu một chậu đen rô xuân chuẩn hoa, mầm gốc lên rất là nhiều. Và thậm chí nhiều cây nó khỏe lên kia ở trên thân. Dòng này thuộc dòng thân thủ nhá. Cây của nó này, thân này to mập bằng ngón tay cái, chân cái luôn ấy. To hơn ngón tay cái. Và các bác nào lấy 2 chậu nhá, 2 chậu bên em sẽ tính là 250.000 miễn phí ship cho mọi người nhá.
120.000 một chậu và mua 2 chậu là 250 em miễn phí ship. Hàng về bao đẹp nhá, rất là mướt. Đấy, hàng chuẩn hoa luôn. Đai châu Thái, hôm nay thì đai châu Thái thì có rất là nhiều mẫu mã khác nhau nhé. Và hàng này thì có phân chuẩn hoa cho mọi người luôn. Thì em sẽ lần lượt giới thiệu qua từng loại. Đầu tiên đó chính là dòng đai châu mít. Dòng này thì bản lá ngắn, bản lá to. Hàng này mít Thái ạ. Thân thì có thân đỏ này, và có thân này thân trắng trắng như thế này. Đấy. Và loại này thì em xin phép bán với giá chỉ có 95.000 đồng một giò thôi. Mọi người nhớ cái lô trước đai châu mít là 120 không? Lô này lấy của vườn khác ạ, 95.000 một giò đai châu mít. Phía bên đây đó chính là những giò đai châu màu cam lửa, màu cam lửa, màu hoa rực lửa. Dòng này thì hoa thơm, rất là đẹp. Một chậu này là dòng chậu gỗ nhá, hai cây nhá, hai cây khá là to, đẹp, cây trưởng thành. Loại này thì em bán 230.000 đồng một giò. Phía bên đây đó chính là dòng đai châu ngọc trai đen. Dòng ngọc trai đen thì thân của nó hơi tía đỏ như thế này mọi người này. Bông hoa của nó thì rất là đẹp, rất là thơm. Dòng hoa rất là bền. Loại này cũng là một chậu 2 cây, em bán với giá là 230.000 đồng một chậu. Và một cái dòng hàng đai châu hot VIP của dòng đai châu Thái thì không thể không nói đến, đó chính là dòng hồng cánh sen. Hồng cánh sen lô hôm nay thì em về cái dòng hàng lá mít nhá, lá ngắn nhá. Đấy, và giá lại rất là rẻ. Lô này thì là lô của cây mẹ, nó là sổ ra bông hồng đậm mọi người ạ. Không phải là màu hồng phớt đâu. Đấy, và một chậu hồng cánh sen hồng đậm mà hàng chậu nhựa này em bán chỉ có 130.000 đồng một chậu thôi. Các bác mua cho em 2 chậu, em tính là 250.000 một cặp nhé. Hàng này thì bản lá ngắn, bản lá to. Còn cái hồng cánh sen mà cái hàng chậu gỗ như thế này thì em sẽ giảm giá cho mọi người từ 270 còn 250.000 đồng một chậu. Hàng này thì năm vừa rồi đã ra hoa và đã cắt ngồng hoa rồi. Đấy, số lượng thì còn ít thôi ạ. Em lại vừa về thêm một lô Corat Koki mọi người nhé. Corat Koki lại là dòng chậu đôi. Và chậu này là loại chậu gỗ ạ. Và cũng xin thưa đây là lô cuối cùng của nhà vườn này. Người ta bán cái hàng chậu đôi rồi. Mọi người biết không, cái giống này nó đắt. Đa phần là nhà vườn người ta chỉ xuất chậu đơn thôi, không có hàng chậu đôi đâu. Mấy ít, rất ít khi cái vườn nào người ta xuất cho mọi người cái chậu mà nó hai cây như thế này, lá xếp đều như thế này đâu ạ. Đấy. Và dòng này thì hoa rất là thơm. Đó, hôm nay bởi vì cũng là cái lô cuối cùng rồi, nhà vườn người ta cũng tri ân cho em, nên là em sẽ bán cho mọi người một cái mức giá tri ân nhé. Giá thông thường Corat Koki hàng chậu gỗ này là bao nhiêu? 240.000 đúng không? Hôm nay thì em sẽ về kỷ niệm cho mọi người một chậu đôi như thế này với giá chỉ có bao nhiêu? 220.000 thôi. Một chậu đôi 2 cây 220.000. Còn cái loại chậu nhựa thì vẫn là 180.000. Bởi vì chậu gỗ này thì em nhập về số lượng nhiều và vườn người ta đang để tri ân cho em, nên là em sẽ bán cho mọi người chỉ có 220k một chậu. Còn duy nhất 5 chậu chớp bịt thôi ạ. Các mã chớp bịt tiền đã đánh thành từng mã rồi. Hàng này thì bao chuẩn hoa cho các bác. Dòng style hoa, bông hoa cánh viền chớp rất là đẹp. Mã B12 170.000 hai thân này, 170.000. Mã B4 210.000 đồng. Đẹp chưa? Cao to khỏe mạnh. B4 chớp bịt. Mã B14. Mã B14 này thì lá của nó hơi xấu một tí nhá. Mọi người nhìn cái lá nó hơi vàng vàng ở lá cạnh ấy chưa? Em thanh lý cho mọi người 201 giảm còn 170.000, thân cao. Mã B9 chấp bịp 200.000. Mã B6 chấp bịp 180.000 là hết hàng. Hết hàng chấp bịp. Để em xin giới thiệu cho mọi người đến một lô hồ điệp khủng long nhà em về. Lô đợt này phải nói là thân lá nó rất là mướt, nó rất là xanh. Nếu như lô trước thì rất là nhiều cái lá gốc nó bị vàng, thì lô này thì em đảm bảo mọi người là nhìn nó rất là mê ạ. Và đây là hàng loại A nhá. Hàng này thì nó là nguồn gốc là hàng Đà Lạt, từ hàng Đà Lạt chuyển ra. Và đây là những gốc hồ điệp Đài Loan nhá. Mọi người có thể nhìn là thành bầu này, thành cốc này. Ở đuôi cốc ấy, nó sẽ có một chữ, đó chính là Made in Taiwan. Taiwan đó chính là hàng Đài ạ. Và một chậu hồ điệp khủng long này, hàng cây to, nhiều cặp lá. Có những cây á, bản lá to nó phải bằng một cái bàn tay của em để lại này. Đấy. Lá ngọn đi nhá. Đấy. Và giá hôm nay chỉ có 90.000 đồng một chậu thôi. 90.000 đồng một chậu. Hàng này thì nó to, nó khỏe và nó nhiều năm tuổi, nên hoa của nó vòi nó cũng rất là dài, rất là siêng. Hồ điệp thì các bác chăm bây giờ là đến Tết là có một giò là hoa tác phẩm đấy ạ. Tết những cái giò này không bao giờ dưới 350-400.000 đâu. Đẹp chưa? Quá là mướt luôn. Hàng về rất là nhiều. Hôm trước các bác tranh nhau, nhưng mà hàng lô hôm trước chưa chắc đã đẹp như thế này. Nhưng mà nhiều bác nhận hàng thì cũng không có phàn nàn gì đâu. Nhưng mà lô đợt này em khẳng định mọi người là đẹp. Đẹp hơn là tưởng tượng ạ. Bởi vì giá đợt này em nhập nó nhích hơn một tí thôi. Nhưng mà chất lượng thì nó đúng là đi đôi với giá cả.
sơn thủy tiên hàng thuần. Hiện tại thì những cái chậu sơn thủy tiên này đang lên cực kỳ là nhiều mầm nhá mọi người nhá. Đây cái mầm của nó lên tua tủa luôn. Những cái củ này trông vậy thôi, khi mà đến đầu năm sau thì chắc chắn nó sẽ là những cái chân như chân đùi gà ấy. Đẹp lắm, đây củ nó to mập như thế này. Và một chậu sơn thủy tiên thuần này em bán chỉ có 210.000 đồng thôi. Đợt này giá nó rẻ mọi người biết không? Một chậu này nhổ ra thì bằng giá hàng cân rồi mọi người ạ. Đấy, có 210.000 đồng một chậu lùm xùm. Lô này vườn người ta trồng thuần đẹp thật. Số lượng cũng không còn nhiều đâu ạ. Tiếp tục về thêm một lô hồ phi điệp Hòa Bình nhá mọi người nhá. Đây là dòng phi điệp rừng ạ, Hòa Bình và Ươm Ky lên. Đây là một chậu của nó thì cứ trung bình nó rơi tầm 4, 5 thân, 6 thân. Đấy, hàng bao đẹp, bao mướt luôn. Đấy, đẹp chưa? Đang lên, cũng đang lên mầm gốc dần dần nhá. Có chậu lên dài, có chậu mới bắt đầu lên ngắn ngắn. Em bán một chậu phi điệp Hòa Bình như vậy chỉ có 130.000 thôi. Hàng thắt ngọn xuống lá hết rồi. Chỉ chờ trực đặt xương những cái mắt nụ hoa nữa. Đây cũng có cây nó đang chuẩn bị đâm nụ rồi này. 130.000 đồng một chậu phi điệp Hòa Bình nhá. Tiếp đến là những chậu sao Thiên Vương ạ. Là một cái dòng hoa phi điệp mặt bông nó cũng hơi chớp chớp rất là đẹp nhá. Cái dòng sao Thiên Vương này mệnh danh là hoa thơm và hiện tại thì cây nó đang đẩy khá là nhiều mầm gốc rồi. Chiều chạy cao trung bình nó rơi tầm 3 gang. Tay của em cũng có thân nó rơi tầm 4 gang. Nói chung là trung bình nó như vậy. Và một chậu sao Thiên Vương đang nụ hoa này em bán chia sẻ cho mọi người chỉ có 65.000 đồng một chậu đó ạ. 65.000 đồng một chậu sao Thiên Vương. Về chơi hoa. Ngày xưa đây là giống phi điệp đắt và hot đấy. Tôi về mới một cái lô hàng đó chính là dòng DH77. Đây là hàng DH77 nó like nhá. Và cái mặt hoa like của nó rất là đẹp này mọi người này. Như hôm trước cái bông hoa sổ của cái lô hôm trước ấy, bông hoa của nó cái mắt của nó rất là đậm. Và dòng này rất là thơm. Đấy, cái mắt của nó đậm. Em không biết là cái dòng năm cánh trắng ngày xưa nó hot cỡ nào, nhưng mà dòng phi điệp mà với mặt hoa mắt đậm như vậy là một cái dòng hoa mà rất là ok. Và hoa thơm là những cái tiêu chuẩn mà mọi người rất là thích. Và hôm nay một chậu DH77 like nhá. Hôm nay thì đây ạ, một chậu này cực kỳ là nhiều thân mầm tơ đang lên mọi người ạ. Hôm trước thì em bán là 101 một chậu đúng không? Hôm nay thì em về số lượng nhiều thì em sẽ bán chia cho mọi người chỉ có 100.000 đồng một chậu thôi. Một chậu này thì nó nhiều mầm đấy. Thì về các bác làm giống giúp em, đến năm sau thì thân của nó sẽ dài, nó đẹp hơn rất là nhiều. Bông hoa, mặt hoa rất là đẹp. 100.000 đồng một chậu nhá. Nhiều cây còn đang lên ki ở trên thân này. DH77 đấy, cả một cái lô hàng mới về. Tiếp theo là dòng lan rừng ạ. Lan rừng nhà em hiện tại thì đang có những cái dòng như sau. Và hàng nhà em có bán lẻ nhé, không nhất thiết các bác phải mua một cân một đâu ạ. Và ngày mai cũng sẽ về thêm những cái lô hàng Tây Bắc mới. Thì rất là mong mọi người theo dõi kênh của nhà em thường xuyên để cập nhật những dòng hàng mới nhất. Đó, trước mặt mọi người đó chính là một lô đai châu rừng bắp trụ. Hàng hôm nay thì hàng rất là to. Ngày xưa mà để mua một cái cân đai châu bắp trụ mà cây to này nó phải rơi tầm 650 đến 700.000 một kg cơ. Nhưng mà ngày hôm nay thì hàng bây giờ nó cũng rẻ hơn nhiều rồi ạ. Một cân thì em nghĩ là nó sẽ dao động từ 2 cây, 3 cây đến 7 cây một kg nhé. Và một cân hôm nay em bán chỉ có 220.000 một kg thôi. Hàng đẹp, nói chung là hàng đẹp. Những cái cây này mà đến cuối năm thì đầu năm sau mọi người chơi hoa thì đẹp khỏi bàn luôn. Chưa bao giờ một cái giá thành đai châu lại rẻ như thế mọi người ạ. Đấy. Trồng bao lâu mới được một con đai châu to như thế này mọi người ơi. Sang bên đây đó chính là hoàng thảo đơn cam. Top một trong những dòng hoa lan quý hiếm và đẹp của thế giới mọi người nhé. Dòng này nó vươn tầm thế giới rồi. Bông hoa của nó màu cam rất là đẹp. Dòng này thì cây của nó dù là những cái mầm bé xíu nó cũng đã từng cho hoa rồi mọi người ạ. Đó. Nên là bản chất dòng đơn cam cây của nó không hề to. Ai đã chơi dòng đơn cam thì đều biết. Và nếu mà các bác muốn sưu tầm làm giống thì các bác cũng nên lấy, không cần phải lấy nhiều. Đó. Em bán cho mọi người sưu tầm 70.000 một lạng nhá. Đấy, 70.000 một lạng đơn cam thì em ước chừng nó cũng rơi tầm một nhúm này này. Đấy. Các bác mua thì mua từ hai lạng bên em mới ship nhá. Còn đâu là nếu mà mua cùng mặt hàng khác thì các bác mua một lạng thì bên em cũng bán ạ. Đấy, còn mua ít quá thì các bác thông cảm, bởi vì cái hàng này thực sự các bác bán hàng cân nó hao lắm. Nhiều khi nhấc ra nhấc vào đã hao mất rồi, nó bay mất cái tiền lãi luôn rồi. Đấy. Đơn cam 70.000 một lạng, hàng mới về này, vẫn còn nguyên bó này. Cái này gửi đi thì chắc chắn là bọn em sẽ phải dỡ ra. Tại vì ở trong không biết được có những cái cây nó bị gãy dọc không thì dân người ta bó vào, đôi khi mình không biết. Bọn em làm cẩn thận như vậy. Còn bên đây đó chính là sóc lào. Mọi người lưu ý cho em là sóc lào thời điểm này là nó hơi bị khô nhé. Nó là bản chất của cây. Nên là có thể là bình thường cây sóc lào tươi nó là một lạng một cây, thì hiện tại nó chỉ có nửa lạng một cây thôi. Đấy, đây chính vì thế mà nhà vườn bây giờ người ta cho vào vườn rất là nhiều sóc lào. Tình trạng cây như vậy nhưng mà đều là những cái cây lá xếp mọi người ạ. Rất là đẹp. Lô đợt này cây còn to cơ.
Sốc Lào thì em xin phép bán là 130.000 1kg và 50.000 một bó. Các bác mua nửa cân đi, nửa cân đã được 6 lạng sóc về tha hồ trồng được một giò rồi. Sóc này hoa rất là đẹp, thơm. Long Tu Xuân ạ, Long Tu Xuân thì em có cái hàng kg. Hàng này thì bây giờ cây của nó cũng đang lên mầm rất là đẹp. Đây em phân loại sang hàng ngắn và hàng dài. Ra hàng ngắn hàng dài thì cũng là để làm giống thôi, bây giờ nó cũng qua mùa hoa rồi. Và em bán là 250.000 1kg và 50.000 một bó nhé. Phía bên đây đó chính là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu bây giờ cũng đang lên mầm. Nhiều cây bây giờ đang nhú, bắt đầu nhú nụ rồi mọi người ạ. Đây các bác, nhiều cây ấy không phải là tất cả, nhưng mà phần đa một số. Đấy, một số. Em bán là 150.000 1kg và 50.000 một bó nhé. Đây em còn một ít cái nhất điểm hồng này, 120 một cân thôi. Mua 2 cân em tính 100.000, chỗ này đâu đó nó rơi tầm gần 2 cân nữa. Đấy, 200.000 2 cân. Rẻ chưa? Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, 180.000 1kg và 50.000 một bó nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc. Dòng này thì qua mùa hoa thân nó hơi teo nhé, chủ yếu mọi người về là chăm mầm gốc thôi. À, kiều trắng đột biến ạ. Cái dòng này là dòng kiều va. Hàng này là từ cái một cái cây kiều đột biến người ta phát hiện ở cái rừng Lâm Đồng ấy và nhân giống ra. Và hôm nay những cái chậu kiều đột biến này thì em về nhiều lắm, còn cũng chắc không đến 15 chậu đâu. Và một chậu kiều hôm nay nó khá là nhiều thân mọi người ạ. Đó, chiều cao trung bình nó chỉ tầm một gang tay đổ lại thôi ạ. Đó, và lô này thì em thấy là tương đối là xuất sắc. Với giá chỉ có 201 một chậu thôi nhá, kiều đột biến. Sơn Thủy Tiên ạ, nhà em mới về một cái lô hàng phải nói là quá là chất lượng mọi người. Chưa một lô hàng Sơn Thủy Tiên nào về chất lượng như lô này. Thứ nhất, đó chính là cái mầm tơ của nó lên rất là đẹp đấy. Chậu nào cũng rất là nhiều mầm lên. Hàng này thuần phải được hơn một năm rồi nhá, hơn một năm đến năm rưỡi rồi. Đây, mầm lên rất là đẹp. Và cái chậu hôm nay thì thân tơ rất là nhiều. Đó, đầu xuân thì các bác nên lấy những chậu mà có thân tơ nhiều ấy, thì đến cuối năm, nghĩa là sang đầu xuân năm sau là bắt đầu các bác sẽ có một cái chậu Sơn Thủy Tiên tác phẩm để các bác chơi. Mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Mầm rất là khỏe. Hàng rừng bây giờ nó cũng rơi vị trí nó rơi tầm 200 đến 220.000 1kg. Mà nếu mà nhổ cái chậu này lên ấy, nếu mà tính theo cân nặng thì nó cũng phải tương tự gần đến 1 cân rồi. Mà chưa kể là thời gian mình chăm này, rồi là cái phân bón vườn vào cho cây. Đấy, một chậu hôm nay Sơn Thủy Tiên siêu đẹp như thế này nhá. Nặng đẹp như thế này, nhiều thân tơ, thi thoảng cũng có cây nó đang lác đác đang có nụ này. Đấy, ủi mầm nhiều lắm mọi người ạ. Em xin phép bán với giá là 210.000 đồng một chậu nhá. 210.000 đồng một chậu Sơn Thủy Tiên rất là đẹp. Đây cho mọi người xem tổng thể một cái chậu này. Rất là nặng, rất là đầm tay. Đấy, thân tơ rất là nhiều, gần như là thân già là cắt tỉa hết rồi đấy ạ. Chỉ có 210.000 đồng một giò thôi. Nếu mà so sánh giữa hàng thuần và giữa hàng rừng thì em nghĩ là các bác sẽ chọn cái hàng thuần này hơn. Bởi vì các bác về chỉ việc treo lên và chơi thôi ạ. Đẹp chưa? 210.000 đồng. À, xả hàng đen rô tím nhá. Đây, những cái chậu đen rô tím này bình thường em bán 120 một chậu mọi người nhá. Hôm nay thì em còn đâu đó tầm khoảng 7-8 chậu thôi ạ. Hôm nay sẽ xả hàng cho mọi người để các bác làm giống. Thứ nhất, dòng này hoa của nó màu tím đậm, rất là đẹp này, cánh sáp bóng, loại này hoa thơm. Hôm nay thì xài cho mọi người một chậu cũng đang lên ki này, đang đẩy mầm gốc này, với giá là 100.000 đồng một chậu ạ. Em còn 6-7 chậu, tầm 7-8 chậu rồi đấy. 100.000 đồng một chậu nhá. Giá cũ là đang là 120.000. Thanh lý, xả hàng 100.000 đồng một chậu đen rô tím đậm. Nhà ơi, vừa về một lô hàng đen rô úc mắt đen siêu mướt đẹp mọi người nhá. Bổ sung một lô hàng đen rũ mắt đen mới. Đây, cái màn hoa của đen rũ mắt đen thì các bác có thể xem tham khảo ở trên màn hình bông hoa của nó. Đây ạ, dòng đen rũ này, mặt hoa dòng này thì siêu sai hoa luôn. Giống này ngày xưa cũng hot đấy, chẳng qua là độ nhân giống của loại này nó nhiều nên giờ gần như là nhiều bác biết đến cái dòng đen rũ mắt đen. Cái dòng của hoa của nó là màu hồng cánh sen rất là đẹp, sai hoa. Một chậu của nó hôm nay cũng rất là nhiều mà toàn thân tơ các bác nhá. Mọi người nhớ cái lô hôm trước em về cái lô thân tơ này mà đã cháy hàng luôn. Đấy, hôm nay về thêm cái lô thân tơ siêu đẹp này. Đấy, một chậu của nó cực kỳ là nhiều thân. Và hôm nay bán chiên cho mọi người một chậu như vậy chỉ có 150 một chậu thôi. Chỉ có 150.000 một chậu đen rô mắt đen. Siêu mướt đẹp. Đấy, siêu mướt đẹp nhá. Bác nào mua 3 chậu hôm nay em bao ship nhá. Mua 3 chậu đen rô mắt đen em chiên miễn phí ship cho các bác. 3 chậu miễn phí ship. Đây, một chậu cực kỳ là nhiều thân. Hàng tiếp tục đi ngọn nhé.
toàn thân tơ đây. Vừa rồi nhà vườn đã cắt bỏ hết thân già để ươm kia rồi, nên là tất cả những thân này là thân hoa để các bác chơi hoa năm tới đây. Nữ ngọc cẩm thạch hoa xanh này mọi người này, lại về thêm một lô này mọi người thấy không? Dòng này nếu mà các bác trồng thì nó sẽ đẹp như một cái tác phẩm tuyệt vời như này. Thuộc dòng vũ nữ cũng ngàn hoa nhưng mà bông hoa của nó to lắm. Đây, nếu mà các bác xem cận cảnh bông hoa nó sẽ như thế này. Đây là ngọc cẩm thạch xanh màu xanh cốm với cái lưỡi của nó màu tím nhé. À, hiện tại thì tiếp tục lại về thêm một cái lô hàng vũ nữ ngọc cẩm thạch nữa. Và đây hôm nay chậu của nó khá là nhiều thân. Và cũng khá là nhiều cây còn đang chuẩn bị nhú nụ này. Cây nhiều thân nhú nụ. Đang chuẩn bị nhú nụ ở trên những cái đầu ngọn này mọi người này. Và hôm nay một chậu này với giá là 140.000, các bác sở hữu một chậu ngàn hoa ngọc cẩm thạch hoa xanh rất là đẹp. Và mua 3 chậu ngọc cẩm thạch thì em bao ship nhé các bác nhỉ. Ngọc cẩm thạch mua 3 chậu sẽ bao ship, còn mua lẻ một chậu là 140 thôi. Các bác đây, nụ này đang chuẩn bị nhú này. Đấy. À, em lên cho mọi người những cái bảng châu như lưỡi bẹt cho mọi người nhé. Đây là những cái bảng bẹt châu như. Đây những cái cây hàng chuẩn hoa luôn mọi người, một cái dòng bẹt xuất sắc, cánh của nó bay đẹp này. Cánh tròn màu bay đẹp đấy, đang nở hoa này. Bông tròn màu đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Và hôm nay những cái bảng bẹt này á, chia sẻ cho mọi người một bảng rất là nhiều thân và cũng đang nảy mầm gốc này, với giá là chỉ có 140.000 đồng một bảng thôi. Một bảng châu như bẹt hôm nay chỉ có 140. Mọi người lưu ý tất cả những dòng thân thòng này, khi mà nó gập thân thì nó sẽ hơi bị gập một tí nhá, nhưng mà thân của nó vẫn cho hoa, vẫn cho nụ như bình thường và vẫn nhân ki để làm giống ạ. 140.000 đồng một bảng bẹt châu như, rất là đẹp. Vũ nữ mới này, chắc hẳn rất là nhiều khách chưa có cái dòng vũ nữ này mọi người nhá. Đây là cây nhện nâu, loại này thì hoa nở liên tục và rất là đẹp. Đây, khi mới nở thì nó hơi màu xanh xanh như thế này, còn khi nở lâu lâu nó sẽ chuyển sang màu nâu đậm, nâu đỏ như này, bông hoa đẹp lắm. Bông chung. Và một bụi nhện nâu hôm nay rất là to các mọi người nhá. Bụi to này về các bác tách cho em làm mấy bụi ạ. Tại vì nếu mà để như vậy trồng thì nó hơi khủng, mà nó cũng không còn giữ chất để nuôi cây nữa rồi. Đây, dễ bám rất là chạy chắc. Và một chậu nhện nâu to như thế này em xin phép bán là 240.000 đồng một chậu nhá. 240.000 đồng một chậu nhện nâu, phụ nữ nhện nâu. Hương tam bảo sắc hoa vàng, một trong những cái dòng dáng hương tam bảo sắc bông hoa thơm và mặt hoa y hệt hoàng nhạn luôn mọi người nhé. Màu vàng ươm này, thơm lắm mọi người ạ. Để nói về những cái dòng dáng hương thì quế này, lan hương này, dáng hương tam bảo sắc này, những dòng dáng hương này là những dòng hoa cực kỳ là thơm và hoa của nó lại đẹp nữa. Đây là hôm nay thì một bảng mà em chia sẻ cho mọi người, những cái bảng này nó đang ghép sẵn rồi nhé. Một bảng trung bình nó cũng tầm 5-6 cây. Đấy, 5-6 cây và cũng có cây nở hoa, cũng có cây còn đang nhú nụ nhá. Và trung bình một bảng lá xếp như thế này em bán chỉ có 170.000 đồng một giò thôi. 170.000 đồng một giò dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lá xếp. Hàng rất là đẹp. Điệp lá biên phát tài nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác những cái chậu hồ điệp lá biên đang có nụ hoa và lô này thì biên khá là nhiều, cây to đẹp. Và một chậu biên hai ngồng nụ như thế này em xin phép bán là 80.000 đồng, à quên 60.000 đồng một chậu. À, xin lỗi mọi người, cái giá 80.000 là cái lô của hàng Tết. Còn giá hiện tại là chỉ có 60.000 thôi. Một chậu hai ngồng rất là đẹp. Và loại này thì em sẽ bao ship cho các bác mua 5 chậu nhá. 5 chậu bao ship 300.000 được miễn phí ship. Cái đơn này em chạy số lượng. Thịnh vượng phát tài, hiện tại nhà em đang có hai mặt hoa, đó chính là màu vàng và màu bào đốm. Dòng thịnh vượng phát tài này, cây nhà em là dòng cây khủng nhá, cây mẹ con này. Này có những bụi nó to cỡ này này. Này chậu nào nhiều thân này. Đấy, chậu nhiều thân nó hơi thấp một tí, tầm 3 4 giỏ hành, 4 giỏ hành. Còn chậu thân cao thì nó ít giỏ hành hơn. Có hai màu. Ui, cây khủng lắm. 160.000 một cây thôi. Đợt này là rẻ nhất trong tất cả các lô mà Lan Thịnh Vượng mà em có đấy ạ. À, tiếp bên đây là những cái chậu hoàng nhạn ạ. Hoàng nhạn đây là cũng là hoàng nhạn cây chậu gỗ nha mọi người á. Một chậu của nó sẽ là hai cây. Bản lá của hoàng nhạn nó sẽ nhỏ hơn của dòng Corus Koki, đều là những dòng cây lá xếp. Hàng hoàng nhạn thì hoa thì thơm rồi, khỏi phải bàn luôn. Một chậu đôi hai cây như thế này. Mới về thêm nữa ạ. Em bán là 220.000 đồng một chậu hoàng nhạn nhá. Hoàng nhạn 220.000. Hoa màu vàng đậm. Mã số 1 tương ứng với cát bảy sắc cầu vồng ạ. Cát bảy sắc cầu vồng hôm nay lại về thêm. Và cát bảy sắc cầu vồng thì giống này thì hoa của nó rất là đẹp. Hàng sưu tầm nên là chậu của nó cũng không được nhiều thân như những loại lan cát khác đâu. Và cái giá thành thì là 150.000 đồng một chậu cát bảy sắc cầu vồng nhé. Loại này thì bông hoa đại, giống là giống một lá hoa đại. Em nhớ cái thời điểm đầu tiên khi cát bảy sắc cầu vồng em bán ấy, hồi đấy chậu ít thân như này có 200.000 một chậu mà nó còn lơ thơ 2-3 thân thôi. Nó không được như cái chậu bây giờ đâu. Đấy, đẹp chưa? Vườn này người ta xuất giá cũng rẻ hơn, mềm hơn so với những cái vườn khác.
150.000 một chậu, 3 chậu miễn ship. Mã số 2 là thông Sofan Gold Slam. Ờ, loại này thì em xin phép bán với giá là 100.000 đồng một chậu đấy ạ. 100.000 đồng một chậu. Đây là mã số 2 nhá mọi người. Nhìn hộ em cái mặt hoa lan cát nhá. Cứ đọc cho em mã số 2 thì bên em sẽ nhặt cho các bác chuẩn hoa như màn hình ạ. Mã số 3, mã này có tên là Pet Patton Red. Đây là một cái dòng hoa màu đỏ với cái mắt của nó là mắt mèo rất là đẹp. Em tạm gọi tên Việt Nam là đỏ mắt mèo đấy ạ. Một chậu đỏ mắt mèo hôm nay cũng khá là cứng cáp, khỏe mạnh và đẹp như thế này. Bán chiên mọi người 100.000 đồng một chậu ạ. Rất là đẹp, 100.000 đồng. Đây có những chậu nó nhiều thân này. 100.000, loại này bán chạy hàng lắm. Mã số 4, đó chính là Village Chip Rose. Cái này có tên gọi là Vua Cương Sơn. Vua Cương Sơn bình thường là 130 mọi người nhá. Vườn này em nhập được giá rẻ hơn. Một chậu Vua Cương Sơn đẹp với giá 100.000 đồng một chậu nhá. 100.000 đồng một chậu. Mã số 5 với tem đó chính là Star of Slam. Loại này thì cây của nó khá là nhiều thân. Có một tên gọi khác đó chính là dòng cam đổi màu. Bông hoa loại này thì bông to, ban đầu nó nở là màu cam, sau đó chuyển sang màu đỏ. Người ta gọi là bông cam đổi màu đỏ cam đỏ đấy ạ. Mã số này là mã số 5 nhá, cũng 100.000 đồng một chậu. Qua mã số 6 ạ. Mã số 6 là thông Sofan Gold. Cái hoa của nó màu vàng rộm rất là đẹp. Mặt hoa như trên màn hình. Mã số 6 này một bụi của nó rất là nhiều thân nhá mọi người nhá. Đây lấy cho mọi người một bụi này. To nhiều thân, loại này là 130.000. Loại này mà lên size to cũng phải rơi tầm 180 đến 200 đấy ạ. Mã số 6, 130.000. Em qua mã số 7 là loại này là Zilox My Brownie. Loại này thì nó là dòng cam chớp. Đấy, cam và cánh viền chớp nhá. Bông của nó là dòng cắt đại, bông to. Chậu thì thân dạ hành nó hơi còi một tí, nhưng mà bông này rất là đẹp. Loại này thì em xin phép bán cũng 100.000 đồng một chậu nhá. Loại này thì nó ít thân thôi nhá, nó không quá nhiều thân, nhưng bông hoa của nó loại này là loại sưu tầm. 100.000 đồng. Mã số 7. Mã số 8 em lên cho các bác đó chính là dòng chậu to mang tên là Amaki. Amaki dòng vàng lưỡi đỏ này. Bụi này thì bụi siêu to bự nha. Mọi người thấy những cái bụi kia thì trồng trong size nhỏ thôi, loại này thì siêu to đùng. Và Amaki loại mã số 8 này em bán với giá là 230.000 nhá. 230.000. Mã số 9 em ký hiệu là Hắc Tùng Đỏ nha. Mã số 9 Hắc Tùng Đỏ. Bụi siêu to, nhiều thân. Hắc Tùng đợt này cây của nó không làm mọi người thất vọng ạ. Bông hoa của nó màu đỏ đậm. Dòng này là dòng hot trong tất cả dòng lan cát đây. 220.000 đồng một chậu. Hắc Tùng Đỏ mã số 9. Mã số 10 lên cho các bác cái dòng Kim Cương Xanh. Dòng này thuộc dòng hoa đại, cắt một lá, bông to và rất là sai hoa. Những năm trước khách nhà em mua một chậu to này là 250 rồi đấy. Đấy, lô đợt này thì giá chỉ có 220.000 đồng một chậu thôi, mà số lượng giả hành rất là nhiều. Kim Cương Xanh, mã số 10, Kim Cương Xanh. Số 14, chuyển sang mọi người sang cái dòng cắt 3 vàng, 3 lưỡi đỏ. Dòng này thì bụi to, nhiều thân. Đây ạ, một chậu của nó giả hành rất là nhiều này. Đây là cắt 3 vàng, 3 đỏ ạ. Và một chậu to bự như thế này em xin phép bán là 160.000 đồng một chậu. Mã số 14. Mã số 15 là hồng Molisa. Hồng Molisa, bông hoa của nó màu hồng đậm và hoa rất là thơm. Dòng này là cắt chùm 2 lá nhá. 130.000. Mã số 17 em lên cho các bác dòng vàng viền đỏ. Đây cái bông hoa của nó màu vàng tươi với cái viền hoa của nó màu đỏ phần lưỡi ạ, rất là đẹp. 150.000. Mã số 17. 150. Số 18 là cây vàng cánh lửa nhá. Vàng cánh lửa. Loài này thì chậu của nó thì nó ít thân hơn những dòng khác, nhưng bông hoa của nó lại rất là đẹp. Đấy cái cánh của nó lửa này và cái lưỡi của nó đỏ đậm. 150.000 đồng một chậu vàng cánh lửa. Mã số 18 là một dòng cắt 2 lá bông hoa chùm ạ. Đó, dòng này khi mà nở hoa đầy đủ ấy thì nó sẽ rất là sai hoa. Đây là cây tú cầu đỏ ạ. Mã số 18 tú cầu đỏ 200.000. Mã số 20 em lên cho các bác cái dòng chớp ngọc 3 màu ạ. Đây là một chậu size to và dòng này hoa cực kỳ là thơm nhá. Hoa thơm, bông hoa rất là đẹp. Loại này thì về số lượng nhiều. Một chậu chớp ngọc 3 màu size to này em bán là 200.000 đồng một chậu. Mã số 20. Và mã số 20, đây ạ, mã số 20 là cái dòng hoa thơm mang tên là trắng lưỡi tím ạ. Đây một bụi trắng lưỡi tím của nó rất là to, đây là size chậu to mọi người nhá. Cây đẹp mà bông hoa của nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. 230.000 đồng một chậu trắng lưỡi tím. Đây mọi người có thể tham khảo xem cái tình trạng cây này. To, giả hành, to, khỏe mạnh. 230.000 đồng một chậu.
Em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng hàng vũ nữ rất là thơm mà vòi hoa của nó cũng lại dài vừa khủng nữa, đó chính là dòng vũ nữ nhện xanh. Ngày trước đây thì em cũng có cái bán cái dòng hàng này cách đây tầm năm ngoái, và khi đó thì cái chậu của nó rất là bé, nó chỉ bằng đâu đó 1/3 cái chậu hiện tại thôi. Và hôm nay thì nhà vườn này họ xuất cho một cái lô hàng khủng, nó là chậu khủng, bởi vì một cái chậu này em cân lên ấy, nó phải rơi từ 2 cân đến 3 cân cơ mọi người ạ. Một chậu siêu to đùng này, chính vì cái chậu to này nên là gửi đi tiền cước nó sẽ nhỉnh hơn là những hàng khác một chút xíu nhá. Nhưng mà các bác nhận hàng thì 10 bác sẽ ưng ý cả 10. Đệ hàng của nó siêu nhiều nụ mọi người ạ. Cái dòng vũ nữ này kiểu nếu mà để nói vào độ sai hoa thì nó sai hoa hơn tất cả những dòng vũ nữ khác. Đấy, cái vòi hoa đang lên này. Em đính kèm cho mọi người một cái chậu hoa, mặt hoa của cái chậu khủng của cái lô hàng của vườn này họ không xuất. Họ xuất cho những cái chậu này tạm thời gọi là khủng rồi, còn một chậu khủng nữa cơ. Họ để ở vườn ấy mà mỗi lần mà các khách khác họ đến đều rất là trầm trồ. Và một chậu nhện xanh khủng này hôm nay em chia sẻ với mọi người chỉ có 220.000 thôi. Đố các bác mua được ở đâu một chậu nhện xanh khủng này với giá 220. Khẳng định luôn là không hề có nhá mọi người nhá. To lắm ạ, vĩ đại lắm. Các bác lên chơi một chậu để biết được cái vị đẹp của nó như thế nào. Em lại tiếp tục về thêm một lô hàng brass nữa nhá. Brass thì em sẽ có màu trắng và màu vàng. Hôm nay thì bụi của nó khá là to, khá là nhiều thân. Cái dòng này hoa nở quanh năm các bác ạ. Đó, lác đác một số cây vẫn còn đang nụ hoa, một số cây thì hoa cũng chuẩn bị tàn rồi. Hoa màu trắng thì rất là thơm và màu vàng cũng thế. Và một bụi to như vậy em bán 100.000 đồng một bụi thôi. Đây một cái chậu brass này. Đây là màu trắng này. Còn đây là màu vàng này. Chỉ có 100.000 một bụi thôi ạ. Hoa từ đằng thân leo. Giống hoa từ đằng thân leo này. Nhà em bây giờ nó đang leo rất là khỏe luôn. Chủ yếu mà đến thời điểm mùa hè các bác lên trồng một cuộn hoa từ đằng trước sân cửa hoặc là sân cổng ấy. Thì cái dòng này hoa của nó rất là đẹp, hoa màu tím tượng trưng cho tình yêu và cho sự thủy chung. Và một cái vòng hoa tử đằng này nó có thể dài từ 2 đến 3 mét nhé. Cái này là chưa rỡ ra, nhưng rỡ ra thì vòng rất là dài. Mọi người quấn lên trên những cái dàn cho em. Và cái lá của nó đang dài, nó lên như thế này, khi gửi đi thì có thể nó hơi rũ một tí nhưng không có ảnh hưởng gì. Đây, hàng bầu đất nhé. Hàng này các bác trồng có thể trồng một chậu to. Nếu mà các bác ở những khu thành phố hoặc là trồng ở sân, ở cổng hoặc ở vườn ấy, thì cái này những bác ở nhà ở nông thôn hoặc là những bác ở quê ấy, mà có chỗ thì các bác trồng ra vườn vẫn đều thích hợp ạ. Cái dòng này dễ trồng từ miền Bắc đến miền Nam. Em bán một cuộn như vậy có 180 thôi. Em chạy số lượng thì em mua 2 chậu này em bao ship nhé. Mua 2 chậu hoa tử đằng em miễn phí ship cho các bác ạ. Nhà em còn nhiều lắm, đầy những cái chậu mà em quay tượng trưng thôi. Còn cả một cái dãy ở ngoài vườn em đang ươm giống ạ. Phía bên đây là những chậu đen đô xuân. Đen đô xuân hàng này thì hàng xoa sổ số nhé. Hàng này chưa rõ bông, còn những hàng rõ bông thì em sẽ bán theo mặt bông riêng, bởi vì giá đấy là giá nhập riêng. Còn cái hàng sổ số này thì cây nó to đẹp mà giá lại rẻ hơn. Đây ạ, một chậu to nhiều thân như này. Em bán một chậu đen đô xuân hoa sổ số như vậy chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Siêu to đùng, hàng này là hàng trồng thuần tại Việt Nam. Cái lô của nhà vườn này hôm trước sổ ra có bông màu trắng này, có bông màu tím này. Cái lô này cũng nhiều màu sắc này ạ. Đẹp.